Musk hứa sau một cuộc thăm dò trên Twitter rằng ông sẽ bán 10% cổ phiếu Tesla của mình. Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã bán số cổ phiếu trị giá gần 11 tỷ đô la Mỹ, khoảng 82.850 rupee Ấn Độ kể từ khi người giàu nhất thế giới thăm dò ý kiến của người dùng Twitter về việc bán bớt 10% cổ phần. Trong nhà sản xuất ô tô điện, ông đã bán tổng cộng 10,1 triệu cổ phiếu, chiếm hơn một nửa số cổ phần mà ông đã cam kết bán, và đã mua được 10,7 triệu cổ phiếu bằng cách thực hiện quyền chọn kể từ ngày 8 tháng 11. Musk cho biết vào ngày 6 tháng 11 ông sẽ bán 10% cổ phần của mình nếu người dùng Twitter đồng ý. Ông sở hữu tổng hợp khoảng 244 triệu cổ phiếu thông qua quỹ tín thác và quyền chọn cổ phiếu, nâng cổ phần của ông tại Tesla lên khoảng 23% tính đến ngày 30 tháng 6. Nó bao gồm 170 triệu cổ phiếu do ông ủy thác nắm giữ. Dòng tweet mơ hồ, Musk không nói rõ liệu ông có ý định bán bớt 10% số cổ phần mà ông gián tiếp sở hữu thông qua quỹ tín thác hay không, hay quyền chọn mua cổ phiếu của ông cũng là một phần của thỏa thuận. Sau một loạt các bài tập quyền chọn, Musk vẫn có quyền chọn mua thêm khoảng 10 triệu cổ phiếu với giá 6,24 đô la Mỹ, khoảng 470 rupee Ấn Độ mỗi cổ phiếu, sẽ hết hạn vào tháng 8 năm sau. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.